Quý vị và các bạn thân mến, lòng người không hề đơn giản. Chúng ta phải học cách bảo vệ chính mình. Tàn nhẫn không phải là vô tình vô nghĩa, sống chẳng quan tâm đến ai, chỉ bo bo giữ lợi cho mình. Đôi khi đó chỉ đơn giản là hành động đau sắc chặt đáy dối, là động thái cần thiết để giải quyết những dây dưa nhập nhàng khó xử. Chúng ta học cách tàn nhẫn với người khác là biết từ chối những yêu cầu khiến bản thân mình thiệt thòi, biết phản ứng đáp trả, khi bản thân không nhận được sự tôn trọng, biết quay lưng khi nhận về sự tổn thương, biết giận dữ mà không sợ đắc tội với người khác. Nếu không trở thành một con sư tử dụng mãnh dẫn đầu đi săn, chúng ta chỉ có thể trở thành loài linh dương nhát gan, quanh năm chịu cảnh bị đuổi giết. Học được cách tàn nhẫn cũng là thời điểm chúng ta biết mái sắc bản lĩnh của bản thân, không để số phận bị đẩy đưa thao túng trong tay kẻ khác. Vậy nên, dù có nhân hậu đến đâu, cũng phải tàn nhẫn bằng cách nói không với những kiểu người sau đây. Thứ nhất, kiểu người hay dèm pha. Thông thường khi biết mình bị nói xấu, con người ta sẽ rơi vào một trong hai trạng thái. Một là bực tức hoặc lo lắng. Bực tức bởi vì bị đem ra bàn tán sau lưng, bởi những điều chẳng biết đúng hay sai. Còn lo lắng, phần đông mọi người rơi vào trạng thái này. Vì sợ mình đã làm sai điều gì đó và gây mất lòng người khác tuy nhiên đừng để bản thân chìm đắm trong những cảm xúc này quá lâu hãy xốc lại tinh thần phân tích những lời họ nói về bản thân mình là đúng hay sai đó có thể là những lời bàn tán do ghen tị nhưng cũng có thể là nhận định khách quan nếu thấy điều gì chưa ổn khiến quá nhiều người phàn nàn bạn có thể thay đổi một chút để thoải mái cũng như tiến bộ hơn nếu kẻ nói xấu có ý đồ khác hãy hành xử văn minh không cãi vã không bực tức nhưng cũng không bao giờ gửi lòng tin một lần nữa chúng ta sinh ra là để hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp này không phải sinh ra do ý muốn của ai cũng có những việc mình càng giải thích thì nó lại càng sai vậy chẳng có lý do gì mình phải nói ra nhiều làm chi cho mệt mình biết và tin tưởng vào bản thân là đủ rồi thứ hai với con cái dẫu biết rằng cha mẹ thương con vô điều kiện và mong muốn mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất tuy nhiên chúng ta phải chấp nhận một thực tế rằng cuộc đời không thể suôn sẻ mãi mãi và cha mẹ cũng không thể bao bọc cho con cả đời khi đã bước vào tuổi trung niên phần lớn con cái của chúng ta bắt đầu trưởng thành tuổi trẻ sẽ trở nên thiếu sót nếu không có trải nghiệm vấp ngã dấn thân rồi rút ra bài học nhưng nếu cha mẹ là những người đã trải qua nửa cuộc đời, tước đi đặc quyền đó của con cái bằng cách bao bọc thì sự bản lĩnh, tự tin và tầm nhìn của con cũng sẽ bị hao mòn. Vì thế, cha mẹ muốn tốt cho con thì phải để cho con rời khỏi vòng tay của mình, khuyến khích con bước vào xã hội và tự kiếm sống bằng sức lao động của chính mình. Thứ ba, với kẻ có ý đồ xấu xa những người đối xử tử tế với chúng ta mà không có lý do, chủ yếu là có mục đích đằng sau đó. Ví dụ, có người quảng bá sản phẩm, chủ động tìm đến và tặng bạn nhiều quà. Sau khi nhận được quà, bạn vô tình rơi vào bẫy của anh ta và mua một đống sản phẩm vô dụng. Những người kém cỏi hơn bạn sẽ ngày nào cũng nịnh bợ bạn và nói rất nhiều đạo đức giả. Theo thời gian, họ sẽ bám giết và lợi dụng tất cả những gì bạn có để tìm một vị trí nhất định hoặc nhờ giải quyết một số công việc phức tạp. Cuộc sống giống như một khu rừng lớn và có đủ các loại chim. Đối với chúng ta, hãy mở rộng tầm mắt, dùng trí tuệ để phân biệt người khác, tránh xa kẻ tiểu nhân. Chỉ có như vậy, bản thân mới tránh được những tai ương không đáng có. Thứ tư, về những người không cùng chung trì hướng. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng, con ếch và con chuột trở thành bạn thân của nhau vì chúng muốn lúc nào cũng được ở cùng nhau nên đã buộc hai chân vào nhau. Lúc mới buộc chân, hai con đi trên đường đất một cách rất bình thường. Con có thể ăn cùng nhau, cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng khi đến bên bờ ao, con ếch thoáng cái đã nhảy xuống mặt ao, khiến con chuột bị lôi xuống theo. Con ếch ở trên mặt nước cảm thấy rất vui vẻ, nhưng con chuột đáng thương lại không biết bơi. Một lúc sau, con chuột bị chết đuối. Xác con chuột nổi trên mặt nước, trong khi chân của nó vẫn buộc vào chân con ếch. Vừa lúc ấy, một con diều hâu bay qua, nhìn thấy xác con chuột nên đã xa xuống mặt nước, cắp con chuột lên và con ếch cũng bị cắp đi theo và trở thành món ngon của diều hâu. Những người có thế giới quan, giá trị quan và nhân sinh quan bất đồng, nhưng thường lôi tới mật thiết với nhau sẽ giống như là con chuột và con ếch trong câu chuyện ngụ ngôn trên. Có thể đem đến thương tổn cho nhau. Vì thế, phải học cách tàn nhẫn từ chối những mối quan hệ với những người không chung trì hướng, để cả hai phía đều vui vẻ thoải mái hơn. Ngược lại với những kẻ tiểu nhân, thì khi kết giao với những người phẩm hạnh đoan chính, tâm địa thiện lương, chúng ta sẽ giống như là bước vào một căn phòng đầy hương hoa lan. Lâu dần bạn cũng sẽ trở nên đẹp đẽ. Tiếp theo sau đây là bốn kiểu người đáng để ta trân trọng cả đời. Qua lại với họ, cuộc đời bạn cũng sẽ đổi thay theo hướng tốt đẹp hơn từng ngày. Người có nội tâm thanh tịnh Cổ nhân có câu, người luôn giữ được tâm tịnh thì đã có thể nắm giữ thiền địa. Nếu một người luôn có thể duy trì được sự thanh tịnh trong nội tâm, người đó có thể cảm nhận thế giới và ngộ ra đạo lý của nó. Đó là bởi vì những người có nội tâm thanh tịnh có thể nhìn thấy sự thật từ những sự hào nhoáng trề lấp không bị mê hoặc bởi vẻ ngoài giả dối và không bị trói buộc bởi lợi ích thế tục từ xưa đến nay phàm là những người làm nên đại sự đều có thể mang đến cho người khác một cảm giác tĩnh tại an vui càng bình tĩnh chắc chắn họ lại càng không ồn ào sự hiểu biết càng sâu rộng có thể thấy giá trị của mẫu người này nằm ở sự thành tịnh toát ra từ trong tâm Họ giống như là suối trong chảy qua núi, có thể làm cho lòng người sảng khoái, xoa dịu mọi ồn ào hào nhoáng. Chính vì vậy, những người có tâm hồn thanh tịnh sẽ luôn thanh thản. Cho dù cuộc đời có đầy gian khổ, có thăng trầm, sống trong hồng trần cuồn cuộn, nhưng vẫn độc lập, trong lúc khó khăn vẫn có thể giữ được sự bình yên và tĩnh lặng. Người khiêm tốn Hạ thấp bản thân là để vượt qua sự kiêu ngạo trong tâm người tu dưỡng tính phải biết khiêm tốn vì khiêm tốn cho phép người ta chấp nhận ý kiến và phê bình của người khác và chỉ khi đó người ta mới có thể hướng nội suy xét tại bản thân mình và thực sự đề cao tâm tính khiêm tốn thể hiện trong sự thuần tịnh tử tế và khoan dung của một người có hàm dưỡng vì nó là biểu hiện của sự tôn trọng thực sự đối với tất cả mọi người vì vậy một người khiêm tốn sẽ có được sự yêu mến và tôn trọng của người khác. Người khoan dung Khoan dung là sự rộng lớn của một con người, là sự cao thượng của con người, là sự khuây khỏa trong đức tính tốt đẹp của con người. Khoan dung thì bản thân chẳng mất điều gì cả, mà còn thu hoạch được sự vui vẻ, thành công và đem đến cho nhân gian càng nhiều niềm vui và sự ấm áp người có lòng khoan dung sẽ là cầu nối trong cuộc sống và giao tiếp giữa người với người đi qua cây cầu này vận mệnh của con người sẽ có thêm càng nhiều không gian có một trái tim yêu thương cuộc sống của con người có thêm một chút ấm áp một chút ánh nắng có câu khoan dung với kẻ tiểu nhân là để bản thân trở thành quân tử độ lượng của tấm lòng quyết định độ rộng của cuộc đời tấm lòng càng lớn đường đời càng rộng càng sáng từ cổ trì kim, dù ở bất cứ đâu, những người làm nên nghiệp lớn ắt có tấm lòng rộng lượng. Người có tâm hồn rộng lượng sẽ đối xử với người khác một cách hào phóng, không so đo tính toán. Một người như vậy có thể bình tĩnh đối mặt với những thất bại và gian truân trong cuộc sống, đồng thời mới giống như biển, vì có thể thu nạp trăm sông, dung chứa được nên mới thành ra to lớn. Chỉ như thế mới có thể có một cuộc sống phi thường. Người lạc quan biết đủ Trong cuộc sống chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều người bị danh và lợi thắt chặt. Họ mãi truy đuổi một khắc cũng không dừng. Có thứ này lại muốn thứ khác. Có rồi lại muốn có cái mới hơn. Một điều rất hiển nhiên rằng dục vọng của con người là hoàn toàn không thể thỏa mãn được. Thế nên mới có câu biết đủ là tiên cảnh không biết đủ là phàm trần. Nếu một người biết hài lòng người đó sẽ hạnh phúc. Ngay cả trong ngôi nhà tranh, ngược lại, những người không biết hài lòng dù có rất nhiều, họ vẫn luôn thấy thiếu. Cuộc sống vì thế mà không tìm thấy được niềm vui, hạnh phúc, không phải là sự tích lũy tiền bạc và địa vị, mà chính là sự mãn nguyện xuất phát từ trái tim. Chỉ những người biết đủ mới thực sự dư giả. Một người biết hài lòng và lạc quan luôn có những suy nghĩ tích cực. Họ không chỉ tự sưởi ấm bản thân, làm cho mình hạnh phúc mà còn giúp lan tỏa soi sáng cho người khác. Trong suốt cuộc đời chúng ta sẽ gặp rất nhiều kiểu người, hầu hết họ chỉ đi ngang qua một cách vội vã, một số ít ở lại và thân thiết hơn với chúng ta, 10 năm, 20 năm hay 100 năm của một đời người. Đó cũng chỉ là một đoạn đường, chúng ta chỉ có thể có duyên đi cùng với nhau một đoạn nào đó mà thôi. Cho nên, hãy biết dành sự trân trọng cho những người xứng đáng.